Hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách trận đấu tranh cúp cực kỳ đơn giản, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta cùng đến với thử thách thứ 10 trận đấu tranh cúp. Và đây là thể lệ về số binh lính ít nhất để sử dụng để đạt 100%. Nhưng tuy nhiên đây là một thử thách khó nên mình sẽ đánh toàn bộ lính. Và miễn sao anh em đánh được 3 sao tốt nhất có thể, bởi vì đi queen rất khó. Vậy thì đánh như thế nào? Let's go. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho tớ em Queen đi vào ở vị trí góc 3 giờ. Rồi, thêm Hitler và 5 em. Thêm 2 Balloon vị trí này để phá 2 quả bom đen. Quay về chỗ giày vàng tượng 2 lần. 2 ném biên và 3 em đá phạt chạy dọc luôn công trình phòng thủ. Kinh và trại lính có mặt ở hướng góc 12 giờ. Phá tường từ góc 3 giờ vô cho em Queen. Và hãy để ý thả tiếp một em nữa ở chỗ tượng vua 3 giờ để vào phá được lớp vào trong. Lúc này đây thả Miner với cả là Hawk vô toàn bộ luôn. Rồi là quản giáo và quản giáo học việc cũng vào ở phía bên kia luôn. Rồi, bơm cuồng nộ cho Queen, bật gồng quản giáo. Và thêm một bình cuồng nộ nữa ở chỗ máy bắn đá Inferno một tia cho đại quân sông vô. Quăng xương ở chỗ Inferno một tia nhiễu kinh của địch. Và bây giờ thì chuẩn bị tiếp cho tớ là đầu tư đóng băng thanh niên kinh Inferno một tia và bật gồng kinh của chúng ta lên. Phía bên này hãy để ý vị trí của em Queen thì bơm tàng hình. Rồi, bật gồng em luôn khi có nguy hiểm. Đội quân của các bạn sẽ vào sâu hơn, chúng ta thêm một pha hồi máu ở chỗ đại bàng. Rồi, champion góc 9 giờ. Hãy đầu tư đóng băng vào cụm Inferno nhiều tia. Máy bắn đá và Queen thả độc dược và thả liên tiếp băng vào đấy luôn. Để tập trung bịt lại cái cụm phòng thủ rất nguy hiểm ở đấy. Và bây giờ thì chúng ta đã có một trận thi đấu 3 sao rồi đó các bạn. Và chuẩn bị bật gồng Roy Champion khi phá được cái bom ở chỗ trụ tháp nhiều cung thủ. Và đây bây giờ thì chúng ta ngon nghe rồi. Hãy nhớ là một là các bạn cứu Queen và cái lúc phá tường cho em Queen đó, các bạn cần phải thả đúng ở cái góc 3 giờ chỗ cái tượng của vua. Thì con phá tường nó mới vào cái lớp trong, nó gần pháo đài đá cho em Queen đi sâu vào trong các bạn nhé. Và anh em đánh như nào comment ngay ở dưới. Nhớ nhập mã Akari, chúc tất cả các sếp thành công. Bye bye.